Đây chính là nơi đã ươm mầm tài năng cho tôi, đã chấp cánh cho tôi. Và tôi nghĩ rằng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đào tạo âm nhạc tốt nhất nước. Đối với trong việc học tập tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh là một bước ngoặt rất là quan trọng trong cuộc đời mình. Bởi vì nơi đây mang đến cho rất nhiều thứ, từ sự tự tin, sự trân trọng của những người xung quanh và hơn hết là một nền tảng kiến thức vững chắc để mình đứng với nghề ca hát.